Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những câu chuyện về phong thủy tâm linh gây chấn động là gì nhé. Những câu chuyện phong thủy tâm linh gây chấn động. Trung Hoa được các thầy phong thủy coi là vùng đất thiêng, hội tụ rất nhiều những điều thần bí khó giải thích được bằng khoa học hiện đại. Dưới đây là 4 câu chuyện ly kỳ về phong thủy từng gây chấn động một thời. Xưa nay người ta vẫn chú trọng về phong thủy và thường coi phong thủy ở phần mộ tổ tiên hoặc nhà ở, đất cát. Tuy nhiên điều trọng yếu ở phong thủy lại không phải nằm ở đó. Vậy như thế nào là phong thủy? Phong là sự chuyển động của không khí, di động liên tục từ nơi này đến nơi khác. Thủy có nghĩa là nước, tức dòng chảy lưu động. Vậy phong thủy nguyên lai là gì? Điểm chính yếu nằm ở 4 chữ tâm sinh vạn pháp, vô cùng đơn giản, nhưng cũng đúng đắn phi thường. Tất cả trong phong thủy bao gồm, đầu tiên trong phong thủy là gì? Chính là người. Thứ hai trong phong thủy là gì? Là tâm. Và thứ ba trong phong thủy là gì? Là hành vi. Người có lòng biết ơn luôn nghĩ tốt cho người khác, cái này gọi là tụ quang. Quang hướng về phía trước, biểu hiện ở trên mặt, chính là nụ cười. Khuôn mặt vui vẻ mỉm cười, miệng tựa như đóa hoa sen, khẳng định sẽ phát tài. Người thường xuyên có ý nghĩ không tốt, oán hận người khác, ghen tị với người khác, cái này gọi là tụ âm. Khí âm thì trầm xuống, biểu hiện ở trên mặt, chính là vẻ mặt u ám, rầu rĩ, cáu bẳn, khẳng định là gặp xui xẻo, vận xui. Ngọn nguồn của phong thủy ở chỗ hiếu thân tế tổ, yêu quý gia đình, cung kính tổ tiên thì sẽ tự nhiên ăn sâu bén rễ, cành lá tự nhiên tốt tươi, sự nghiệp thịnh vượng, gia đình thịnh vượng, gặp nhiều quý nhân mọi sự đều hưng thịnh. Một người mà không hiếu thuận với cha mẹ là tuyệt đối không thể làm đại quan, bởi vì anh ta bất hiếu thì liền sẽ không tôn trọng thượng cấp, đồng sự và mọi người. Anh ta hàng ngày cuộc sống lẫn công tác cũng sẽ không thuận lợi, cả đời liên tục suy sụp, ở thời khắc trọng yếu mà bại trận. Trong phong thủy phúc nhân cư phúc địa, nghĩa là người nếu có phúc thì chỗ ở của người đó nhất định là phúc địa. Nếu chỗ ở của bạn vốn dĩ không phải là phúc địa, thì bạn cũng có thể ngủ ở đó và biến nó thành phúc địa. Cho nên quan trọng nhất của phong thủy chính là bản thân mình phải thay đổi, chính mình cải biến. Khi sửa đổi tầm nhìn, thì các loại vấn đề của phong thủy, nếu như vốn được trước đó không thuận lợi, cũng sẽ tự nhiên mà tiêu mất. Truyền thuyết về chân thủy thân thú ở Tứ Xuyên. Đầu năm 2013, ở công trường tu sửa rạp kịch Tứ Xuyên tại quảng trường Thiên Phủ chính giữa trung tâm thành phố Thành Đô, có một thần thú thần bí lộ thiên, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Qua khảo sát của các nhà khảo cổ học đã xác định thần thú bằng đá này có niên đại cách chúng ta khoảng 2.000 năm. Tạo hình của thần thú trấn thủy rất bình thường, trên được khắc nhiều hình vòng đá mây. Rất nhiều người khuyên đừng đào thần thú lên nhưng quan chức địa phương lại cho rằng đó là mê tín dị đoan, nên đã cho khai quật và chuyển về bảo tàng di chỉ Kim Sa trong thành phố. Theo ghi chép trong Thục Vương Bổn Kỷ và Hoa Dương Quốc Chí Thục Chí, thục thủ Lý Băng của Tần Triều khi cho tu sửa con đập Đô Giang đã ra lệnh làm 5 con tê giác đá để trấn thủy. Thần thú sẽ được đặt vào các vị trí khác nhau để tạo thành thần thú phong thủy trận, áp chế thủy tinh. Câu chuyện tưởng chìm vào quên lãng nhưng chưa đến nửa năm sau, Thành Đô gặp phải trận lụt chưa từng có suốt hơn một thập kỷ qua. Ngày 8 tháng 7 năm 2013, mưa lớn liên tục khiến Thành Đô ngập chìm trong biển nước. Theo báo cáo từ chính quyền Tứ Xuyên, trận lụt đã khiến 907 người gặp nạn, 62.000 người phải sơ tán đến nơi an toàn, hơn 400 căn nhà bị sập phải hoàn toàn và 68.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng. Trên 412.000 hecta đất canh tác cùng hoa màu và nông sản bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 3,35 tỷ nhân dân tệ. Mọi người đều tin rằng đó chính là do đã khai quật trấn thủy thần thú ra khỏi thần thú phong thủy trận nên mới hứng chịu hậu quả nặng nề như vậy. Câu chuyện về cột trụ hình cửu long ở đường trên cao Thượng Hải. Vào những năm 90, tại công trình cầu vượt trên cao ở Thượng Hải, khi cho khoan cột trụ ở nút giao đường trên cao nối phía Đông Tây và Nam Bắc đã không thể khoan xuống được. Nếu xét về địa chất, Thượng Hải nằm ở Bình Nguyên được tích tụ tại ngã ba sông Trường Giang. Đây không phải là địa tầng phức tạp, nhưng bằng các kỹ thuật tiên tiến và máy móc hiện đại, vẫn không thể khoan được cột trụ tại vị trí này. Công trình tạm thời bị dừng lại, có người nói phải chăng đã liên quan đến vấn đề long mạch,
cần phải mời thầy phong thủy về xem. Ý kiến này lập tức bị các chuyên gia kỹ thuật phản đối. Khoa học phát triển, con người còn chinh phục được cả vũ trụ. Mới gặp chút khó khăn ở công trình, đang nghĩ đến cầu thần tiên thì quá mê tín. Thế là công trình lại tiếp tục bắt đầu. Những kỹ sư giỏi nhất, những mũi khoan cứng nhất, thậm chí cả lãnh đạo cũng đích thân xuống tận nơi chỉ đạo để đảm bảo cột trụ được đặt theo đúng tiến độ. Nhưng kỳ lạ thay vẫn không thể khoan được. Cuối cùng mọi người mời một vị cao tăng đến. Sau khi quan sát kỹ nơi này, vị cao tăng không nói gì, chỉ nhắm mắt chắp tay hồi lâu. Sau đó vị cao tăng nói: bên dưới là một con cá sấu lớn thành tinh, mũi khoan đã khoan lên lưng cá sấu nên đã không thể khoan được. Chỉ có cách duy nhất, lập đàn làm phép di chuyển cá sấu ra nơi khác. Sau khi làm pháp sự 7 ngày 7 đêm liên tiếp, cá sấu thành tinh cuối cùng cũng được thả. Sau khi chọn ngày chọn giờ, phía nhà thầu tiếp tục khoan, thì việc khoan cột trụ diễn ra vô cùng suôn sẻ đúng theo thiết kế và tiến độ. Phía nhà thầu rất vui mừng mua lễ vật đến chùa để cảm tạ cao tăng, nhưng vị chủ trì buồn rầu đáp rằng: bản thân ta làm phép thả cá sấu thành tinh, ra đã phạm phải thiên điều, vài ngày sau chắc chắn ta sẽ chết. Vị cao tăng còn dặn nhà thầu phải nhớ khắc hình 9 con rồng lên cây cột chính đó để cứu vãn chút tổn thất. Mấy hôm sau vị cao tăng viên tịch. Câu chuyện này được lưu truyền rộng rãi ở Thượng Hải. Từng có người phụ trách kỹ thuật xây công trình này lên báo bác bỏ, cho rằng đây chỉ là những tin đồn nhảm. Nhưng ít người tin lời ông ta nói, bởi có một điều khó giải thích được rằng: vì sao chỉ có một cây cột trụ đơn giản mà có đến hàng trăm kỹ sư phải tập trung vào đây? Hơn nữa toàn bộ công trình bằng xi măng thì tại sao cây cột trụ nối đoạn giao Nam Bắc với Đông Tây của đường vượt trên cao lại có hoa văn rồng bằng kim loại? Câu chuyện về miếu Nương Vương. Bên cạnh Điểu Xào có ngôi miếu Nương Vương bất lớn. Đây là địa chỉ văn vật được thành phố Bắc Kinh xếp hạng cần phải bảo tồn. Trước đây khi khởi công xây dựng Thủy Lập Phương, trung tâm bơi lội quốc gia đã cho dỡ bỏ miếu cũ được xây dựng từ triều binh. Vào 3 giờ chiều ngày 27 tháng 8 năm 2014, mấy công nhân sau khi dỡ hai đỉnh Bắc Miếu thì gần Điểu Xào xuất hiện trận lốc xoáy lớn bất ngờ. Theo bài báo của Bắc Kinh ký sự, một trận gió lốc đen quẩn trên không bao trùm toàn bộ công trình Thủy Lập Phương. Cơn lốc cao khoảng 7,8m với vòng tròn đường kính khoảng 3,4m. Cơn lốc quét qua cuốn theo rất nhiều cát, sắt lá, lá tôn ở công trình lên cao mười mấy mét lên không trung. Chỉ trong phút chốc, cơn lốc đã sàn bằng hoàn toàn các công trình hiện đại có tại công trường. Ngoài ra còn khiến 44 người bị thương và 2 người thiệt mạng. Trong dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Bắc Kinh thì không hề có ghi chép về lốc xoáy. Khi toàn bộ các công trình đang được xây dựng đều bị san phẳng trong cơn lốc xoáy thì điều kinh ngạc đã xảy ra. Ở những vị trí phía bắc đỉnh miếu Nương Vương mà cơn lốc đi qua không hề bị thiệt hại gì. Điều này khiến mọi người vừa cảm thấy khó hiểu vừa sợ hãi. Tuy nhiên công trình vẫn tiếp tục được tiến hành theo kế hoạch. Ngày hôm sau, một chuyện ly kỳ xảy ra. Tại hiện trường thi công Thủy Lập Phương đào được một cái hố rất lớn. Vài công nhân hiếu kỳ đã âm thầm chui vào thám thính, phát hiện ra bên trong toàn là rắn đang sống. Công trình được lệnh ngừng thi công. Đêm hôm đó, khu vực Điểu Xào và Thủy Lập Phương mất điện không rõ nguyên nhân. Trong đêm tối, mọi người nhìn về phía Nương Vương, thấy vẫn sáng trưng như đang có điện mà trên thực tế ở đây không hề có điện. Ngay đêm hôm đó, chỉ huy công trình đã cho triệu tập mọi người cùng nghiên cứu, còn mời cả chuyên gia phong thủy, cuối cùng đưa ra quyết định. Phải giữ lại miếu Nương Vương của Minh Triều, đồng thời khôi phục lại nguyên mẫu, công trình đã buộc phải di rời về phía bắc 100m để trả lại đất cho miếu Nương Vương. Sau khi xây lại miếu, công trình thi công rất thuận lợi và suôn sẻ. Câu chuyện về giếng cổ ở Bắc Kinh. Theo truyền thuyết, tại Bắc Kinh, nơi cầu Bắc Tân có một cái giếng tên là Tòa Long. Đáy giếng có hai nhãn, tức là mắt của biển cả. Truyền thuyết kể rằng, lão Long Vương muốn nhấn chìm thành Bắc Kinh nên bị Lưu Bá Ôn giáng phục dùng xích sắt khóa tại cửa giếng. Lưu Bá Ôn để lại lời rằng, đợi cây cầu cũ gãy thì sẽ thả Long Vương ra. Mọi người đã không sửa lại cầu mà chỉ xây ngôi miếu Nhạc Vương lên trên miệng giếng và đặt tên nơi đây là Bắc Tân Kiều. Cũng chính vì thế cây cầu này không thể cũ được, cho nên lão Long Vương mãi mãi bị nhốt ở đây. Theo truyền thuyết, không ai được phép động vào sợi xích sắt ở đây, nếu không Bắc Kinh sẽ bị ngập. Nghe nói trong chiến tranh Trung Nhật từng bắt nhân dân đến kéo cái xích ở trong giếng, nhưng kéo mãi không thấy hết, chỉ thấy nước đen ngòm đùn từ giếng lên đầy mùi hôi thối.
Quân Nhận sợ quá vội vàng thả dây xích lại, rồi cho đậy kín giếng không dám động đến. Sau này trong cuộc cách mạng văn hóa, Hồng vệ binh cũng từng kéo một lần và kết quả cũng không hơn gì. Vị trí của giếng này vốn gần với tuyến đường tàu điện ngầm năm sau. Khi tu sửa tuyến tàu điện ngầm này, Bắc Kinh từng ra lệnh cần phải nắn chỉnh đường ray để tránh xa vị trí giếng cổ. Bởi từng nghe chuyện về lính Nhật và Hồng vệ binh động vào giếng cổ nên chính quyền Bắc Kinh đã không dám mạo phạm. Lý Quang Diệu xây đường tàu điện ngầm trên lưng rồng. Từ khi ông Lý Quang Diệu lên làm thủ tướng, đất nước Singapore bắt đầu có những bước phát triển rất mạnh liên quan tới các chính sách quản lý đất nước. Nhu cầu xây dựng đường tàu điện ngầm ngày một cấp thiết, nhà thầu xây dựng được chọn là một tập đoàn xây dựng quốc tế có năng lực tài chính và kỹ thuật vào loại siêu mạnh. Nhưng lạ thay công trình này không cách nào có thể thi công được qua một khu vực có điều kiện địa chất phức tạp. Các kỹ thuật hiện đại nhất đã được đưa ra áp dụng nhưng vẫn thất bại do việc lái tuyến thi công sang hướng khác không thực hiện được trong khi việc xây dựng được yêu cầu thực hiện sớm, tình hình được báo cáo lên chính phủ. Ông Lý Quang Diệu vốn là một nhà chính trị tài ba nhưng cũng rất coi trọng vấn đề phong thủy. Ông đã cho mời một thầy phong thủy người gốc Hoa từ Mỹ về để nhờ tư vấn. Sau khi xem xét thầy phong thủy phán, khu vực thi công có điều kiện địa chất phức tạp, đó chính là cái lưng của một con rồng lớn. Khi con rồng nằm yên thì thi công được, nhưng khi nó cửa mình thì công trình lại đổ vỡ. Vì vậy mà công tác thi công ở đây không thể tiến triển được, cho dù có áp dụng các kiểu kỹ thuật hiện đại. Muốn thi công được và bảo đảm an toàn cho công trình trong quá trình sử dụng thì phải dùng biện pháp trấn yểm sao cho con rồng ấy chịu nằm yên không cựa quấy nữa. Và biện pháp trấn yểm chỉ có thể là toàn dân Singapore khi đi ra ngoài đường đều phải đeo hình bát quái trên người. Biện pháp này mới nghe tưởng là đơn giản nhưng làm sao thuyết phục được dân chúng chịu làm việc kỳ gì đó. Thủ tướng Lý Quang Diệu cùng nội các luận bàn rất nhiều mà vẫn chưa tìm được cách nào để thuyết phục dân chúng. Thấy chồng lo lắng buồn phiền về việc đó, vợ của Thủ tướng Lý Quang Diệu hiến một kế. Cho đúc loại tiền xu 1 đô la có hình bát quái cho lưu hành thay thế đồng 1 đô la hiện tại. Toàn dân Singapore, từ kẻ nghèo nhất đến người giàu có khi đi ra đường cũng đều có ít nhất 1 đô trong người. Quả nhiên khi đồng 1 đô có hình bát quái được lưu hành, sau đó một thời gian thì tuyến đường ngầm cũng được xây dựng xong và sử dụng ổn định cho đến ngày nay. Và ở Singapore tất cả các đồng tiền xu khác đều có hình tròn, nhưng riêng đồng 1 đô thì lại có hình bát quái. Từ sau vụ việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm đó, chính phủ Singapore và cả người dân rất chú trọng vấn đề phong thủy trong xây dựng.